Xin chào mọi người đã đến với cái kênh Library. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video hay nhất của kênh. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ủ rơm và ủ rơ. Cụ thể là mình sẽ hướng dẫn các bác nông dân muốn có điều kiện để nuôi bò cách thuận lợi hơn từ cái nguồn rơm thì có. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bác về cách ủ rơm bằng ủ rơ. Mình thấy cách này cũng khá là hiệu quả, được ứng dụng khá là rộng rãi. Thì đầu tiên thì mình sẽ xin tóm lược lại cái nội dung của video ngày hôm nay. Đầu tiên thứ nhất đó là tác dụng của việc ủ rơm bằng ủ rơ. Tác dụng thứ hai đó là cách làm. Và thứ ba đó chính là cách cho ăn, cho bò ăn như thế nào đó đúng cách với cái lượng rơm mà mình đã ủ bằng ủ rơ trong suốt từ 3 đến 6 tháng. Đó, thì vào phần đầu tiên đó mình phần tác dụng. Thì tác dụng của cái mô hình chăn nuôi bò thì nó ngày càng mở rộng. Vì vậy thì nhu cầu của cái lượng thức ăn thô cũng như là cỏ tươi rơm nó là rất là lớn. Điều đó là chính xác, không ai chối cãi hết. Tại vì cái lượng cám mà bù đắp vào cái lượng cám mà đỡ mình nuôi bò rất là hao tốn. Đó. Để nữa trong cái kinh phí sau này cũng như là cái lượng lãi mà mình thu lại từ việc bán bò đó. Thì ngoài lượng cỏ tươi được trồng và sẵn có từ tự nhiên cũng như là mình mua bán gì đó thì cũng không đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu cho bò, đặc biệt là vào mùa nắng đó, cái mùa mà bò nó ăn gọi là nhu cầu ăn nó rất là cao. Trong khi đó thì nguồn rơm rạ sẵn có tại các địa phương rất là dồi dào, tại vì phần lớn người dân thì làm nông nên là cái lượng rơm rạ dư thừa từ cái việc thu hoạch rất là lớn, nên nếu mà mình tận dụng được cái nguồn rơm này thì rất là thuận lợi. Vậy thì cái phương pháp ủ rơm ở với ủ rơ này là gọi là phương pháp kiềm hóa rơm. Nó sẽ giúp cho cái người chăn nuôi bò thịt hay là bò chung thì nó sẽ khai thác tốt cái nguồn phụ phẩm này rất là cần thiết. Đó, thì ủ rơm và ủ rơ chỉ cho phép là bảo quản rơm không bị mốc, ẩm mốc, không bị tổn thất chất hữu cơ, mà còn làm tăng thêm cái hàm lượng protein thô, tăng tỷ lệ tiêu hóa, còn giúp cho bò nó được nhiều hơn và ăn uống nhiều chất dinh dưỡng hơn và cho năng suất cao hơn so với cho ăn rơm không xử lý. Như vậy thì phương pháp ủ rơm bằng ủ rơ nó không những cho phép cải thiện chất lượng dinh dưỡng của rơm mà nó còn khắc phục được tình trạng thiếu hụt lượng thức ăn thô cho bò trong mùa nắng. Đó, đồng thời cái việc bảo quản rơm nó rất là đơn giản, dễ làm, phù hợp với trình độ của người nông dân. Đó, rất là dễ thực hiện. Thì những cái đó là những cái tác dụng mà mình đã vừa nêu ra. Đó là, xin nhắc lại là tác dụng như là đáp ứng được nhu cầu thức ăn cho bò thì dài hạn, đặc biệt là vào mùa nắng khi mà con bò nó cái nhu cầu ăn nó tăng cao, đột ngột đó. Đồng thời thao tác rất là dễ làm và dễ thực hiện đối với người nông dân mình. Đó, thì chỉ cần chú ý vài bước thì mình đã thực hiện một cách dễ dàng. Thì đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị cái gì? Cái yếu tố đầu tiên là mình phải chuẩn bị cái hố ủ hoặc là bể ủ, hoặc tận dụng cái ô chuồng chấm ủ, hay là ủ trong bao phân ủ rơ mà nông dân hay mua về đỡ mà làm nông đó. Cái bao đó hay là một tấm bạc phủ. 100 kg rơm thì cần khoảng là 10 đến 12 túi ni lông. Lưu ý, nếu là hố ủ thì hố ủ là phải chắc kín, không thấm nước. Đó, tùy vào lượng rơm cần ủ mà chọn kích thước cho phù hợp. Thông thường chăn nuôi trong nông hộ thì với số lượng bò ít từ 1 đến 2 con thì nên thường sử dụng là cái bao ni lông là phù hợp nhất. Nếu mà ủ rơm khô thì 100 kg rơm khô cộng với 4 kg ủ rơ cộng với 80 đến 100 lít nước sạch. Đó. Còn với tỷ lệ đối với rơm tươi thì 100 kg rơm tươi cộng 1 kg rưỡi ủ rơ và 1 kg vôi bột. Đó. Thì đó là cái tỷ lệ tối ưu nhất. Nếu mà ủ nhiều thì tăng theo tỷ lệ công thức trên. Lưu ý là phải đúng với tỷ lệ này thì mới ra được thành phẩm như ưng ý. Nếu mà làm sai là theo tỷ lệ thì cái việc mà ra thành phẩm nó không đạt được cái nhu cầu gì đó,
thì đó là chuyện đương nhiên đó, để áp dụng đối với tỷ lệ trên. Thì tiến hành đầu tiên là mình phải cân 10kg rơm khô, rải đều lên sân gạch hoặc là tấm bạc đó. Đó, dùng cái bình Ozo chứa đúng là 10 lít nước đó, cân đúng là 0.4kg urơ, rồi hòa tan vào bình tưới nước đó, và khấy đều lên đó. Đó, rồi các bạn lưu ý là mình phải khấy hòa tan hết cái lượng urơ vào trong nước, để cái lượng này nó được trộn đều trên cái lượng urơ mà mình rải ra trước đó đó. Tưới nước đã pha urơ và rơm, cứ 10kg rơm thì tưới 10 lít nước đã hòa tan với urơ. Nếu mà rơm tươi á thì mình phải tưới ước khoảng tầm 6 đến 7 lít nước, thì vì trong rơm tươi nó đã có sẵn một phần nước trong rơm rồi, nên là mình không cần phải tưới đủ 10 lít như là rơm khô đó. 6 đến 7 lít nước là đủ rồi, nhưng vẫn hòa đủ là 0.4kg urơ cho cái lượng là 6 đến 7 lít nước đó. Sau đó là mình phải đảo thật đều để rơm thấm đều urơ, sau đó dùng tay cuộn thành từng nắm rơm, nhét thật chặt vào cái túi ni lông hay là cái bao urơ mà mình đã nhắc tới trước đó. Đó, sau đó rải tiếp 10kg rơm, lặp lại các động tác như các bước mà mình đã trình bày ở trên, cho đến khi nào mà hết rơm thì thôi dừng lại đó. Sau khi đầy bao đó thì mình phải buộc chặt miệng lại và chuyển sang bao khác. Và lưu ý đặc biệt là những cái bao mà mình đã ủ rơ thì phải bỏ vào trong kho hay là một cái môi trường, một cái phòng nào đó nó không được ẩm ướt hay là nhiều chuột vì nó có ảnh hưởng tới quá trình ủ đó. Thì và cách cho ăn thì cách cho ăn hiệu quả nhất á mà mình nghiên cứu được thì hãy sau 7 đến 10 ngày ủ á thì có thể cho bò nó ăn được rồi. Ban đầu thì cho ăn ít, khoảng tầm là từ 1 đến 2 kg cho một con cho một ngày, tập cho đàn bò ăn dần dần và cách trộn lẫn với cỏ tươi. Sau 2 đến 3 ngày thì nó sẽ quen dần rồi tăng dần lưu lượng lên, lượng ăn lên nhé. Và mỗi ngày cho ăn tối đa từ 7 đến 10 kg một con. Rơm ủ từ 3 đến 6 tháng thì có màu vàng đậm, đó, như vàng đậm mềm, có mùi thơm dễ chịu, giúp cho họ bò tiêu hóa tốt hơn đó. Thì các bạn có thể cho ăn theo công thức này 1-2 ngày đầu thì ăn 1-2 ngày đầu cho ăn với cái lượng 1-2kg, đó tăng dần lên cho đến 70kg. Ủ thì có thể từ 3-6 tháng là hiệu quả nhất. Thì cái phương pháp bảo quản rơm làm thức ăn cho bò, đã giúp được nhiều cái hộ chăn nuôi có nguồn thức ăn dự trữ trong mùa đông, giúp hạ giá thành thức ăn và tăng lợi nhuận cho nuôi bò đó. Nếu mình áp dụng cái phương pháp này thì mình sẽ giảm thiểu cái chi phí nuôi bò xuống cái mức tối đa đó, tăng lợi nhuận lên, tăng lợi nhuận sau này bán lên đó. Và nuôi bò thịt công nghệ cao, đây là một trong những cái phương pháp giúp nuôi bò thịt đạt được hiệu quả năng suất cao, tận dụng tốt được cái nguồn rơm mà mình đã có từ cái việc là làm nông nghiệp đó, cũng như là tăng cái tối đa hàm lượng dinh dưỡng từ cái thành phần rơm rạ nhờ những cái kỹ thuật rất là đơn giản và dễ làm, mà chỉ cần lưu ý những cái tỷ lệ mà mình đã trình bày ở phía trước. Đó. Thì chúc mọi người là ứng dụng được cái công nghệ này một cách thành công và thu hoạch được một cái lượng bò thịt tốt nhất. Rồi, chào mọi người nhớ là like và share đăng ký video này của mình nhé. Rồi, cảm ơn.